Tối qua, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2022 tại siêu thị Co.op Thoại Sơn. Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022, phiên chợ hàng Việt về nông thôn có sự tham gia của hơn 20 gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống hàng ngày, các sản phẩm đặc trưng của các địa phương được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Các mặt hàng trưng bày tại phiên chợ đều cam kết đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, được niêm yết giá cả đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định. Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Thoại Sơn là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng. Đây là dịp để các cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương quảng bá tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, đặc biệt tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng thời tạo điều kiện cho người dân nông thôn được tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, phong phú về chủng loại, đảm bảo về chất lượng, có giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập của người dân, giúp các doanh nghiệp có cơ hội nắm bắt được tâm lý, nhận thức của người tiêu dùng về giá cả, chất lượng, kiểu dáng hàng hóa, định hướng việc sản xuất gắn với nhu cầu và khả năng thanh toán của người tiêu dùng khu vực nông thôn.